took quite a risk walking into the lion's den. If we were gonna kidnap Dr. Amaral, then we needed to do it from the inside. Beth Wilder, you were quick to trust her. We had common interests. Is that all you had? That's all we needed. Security was tight at the Monarch Gala. You took quite a risk walking into the lion's den. If we were gonna kidnap Dr. Amaral, then we needed to do it from the inside. Beth Wilder, you were quick to trust her. We had common interests. Is that all you had? That's all we needed. Well, I was starting to think seeing a pretty lady like you is too much to hope for. Why don't you keep your mouth shut while we get some privacy before we begin? How about you get me out of this chair? Stop squirming. And you're gonna need this. Appreciate it. Sure. Chúng ta sẽ thoát ra bên ngoài được với sự giúp đỡ của Beth Wilder. Ok, mọi người chúng ta. Chúng ta đang muốn tìm cái bác sĩ Amaral thì chúng ta phải đột nhập vào chính trụ sở của Monarch. Mặc dù chúng ta đang bị dẫn độ và chúng ta có người bên trong phải quen biết, và muốn vô được bên trong là phải quen biết giống này nào đó. Giống như các bạn chị gà ta mà bạn muốn mua cái đồ mặt nạ là các bạn phải quen biết với ông chủ tiệm bán đồ. Nói rồi thôi, nhưng mà giờ đợi ông Beth nó mở cửa ra cái đã. My cover isn't gonna survive the night. Cái giả danh con nhỏ này nó không sống sót vào đó đến này đâu. Cho nên chúng ta phải làm gì, là muốn làm gì phải làm nhanh. Cho nên sẽ có lính gác. Nó chỉ là vô hiệu hóa một số thứ thôi. Cho nên ok. Lẹ. Biết xuống cố như thế nào rồi, đủ không ta? Nói chuyện nhiều quá, chúng ta thể nào dẹp cái chuyện nói chuyện sang một bên không? Lát chúng ta nói chuyện sau, giờ chúng ta giải quyết công chuyện trước đi. Ôi, cái đầu nó nhìn nè. Ôi, he's escaping. Ôi gì, mới ra cái bị phát hiện rồi. LB, bấm LB mà. Time rush to make it through the door. Hay. Ảo vãi chưởng. Có khi nào mình bấm không kịp cái nó kẹt lại không ta? Hay thiệt. Phải đè LB xong rồi. Xong rồi, giờ này mất cái súng chứ sao? Sao có súng ở đây nữa mà mình thích cây này hơn là đó, mà đạn ít quá vậy. Bấm nút cái ai. Ê, cái gì vừa mới bay lên vậy? Bấm LB á là nó làm dừng thời gian lại cho một khoảng thời gian nhất định thôi. Time rush. Ok, chúng ta đã hiểu cái vụ time rush rồi, nhưng mà làm sao chúng ta ra khỏi chỗ này ta? Hình như chúng ta bấm cái nút này rồi cái cửa nó sẽ mở. Đẹp, vãi chưởng thiệt. Mà làm dừng thời gian rồi ta, phóng bấm đè LB rồi mà. Mà chúng ta phải đi nhanh hơn nữa. Phải đợi cái kia nó hồi lại nữa chứ. Chọc gì trời. Bấm LB xong phóng phải không?
Đó, quá đẹp luôn. Hey Beth, I'm clear. What's next? Whoa. Cái gì đó không ổn, cái gì đó không ổn. Đừng sao quá, ok trời. Đấy, nó càng bán càng hư luôn cái cover đó chứ. Nghĩ cách coi. Mà cái này nó không trụ lâu được đâu, cho nên phóng hẳn qua kia luôn. Hên quá. Phải dùng cái skill kỹ năng mà làm dừng thời gian lại cho nó bắn chỗ khác. Rồi sẽ qua được chỗ bên kia ta. Chẳng lẽ phóng một phát như tên lửa à? Còn đây nó có gì đó. Must be way across. Nhưng mà chắc chắn chỗ này nó không có cái đường đường đi đó, nên chúng ta phải tìm một cái đường khác coi. À, làm cho thời gian nó có lại nè. Ai à. Mà chúng ta phải lên trên. Bị cái này trong này thời gian có hạn thôi, cho nên muốn làm gì phải làm nhanh một tí. Đó, chuẩn luôn. Whoa. Cái này đúng là đâu để hồi cái này lại coi. Ok, ngon lành. Nhảy dương xảo đi nào. Lên chỗ này. Tại vì đây chỗ này chỉ có một cái chỗ này duy nhất mà mình có thể đi thôi hết rồi á. Đồ. Ok, né vô cái đã. Bệt cho bẻ nhiều. Giờ làm sao để qua khỏi chỗ đó ta? Take out the enemies. Phải giết hết luôn hả? Tất nhiên là phải giết thôi. Nó đi qua tới kia luôn rồi. Đó, nhẹ nhàng, tình cảm. Không biết tụi này phát hiện ra chưa ta? Có lẽ, nó phát hiện ra rồi, mấy này mấy mắt đại bàng rồi ba. Wow, we got an intruder, chúng ta có một kẻ xâm nhập. Bây giờ nói rồi, nó phát hiện lẹ lắm. Mà chúng ta vẫn phải tiết kiệm đạn, ok. Ồ, nó vẫn chưa chết hả, tội vậy. Đó mà không chết được mình cùi luôn á. Nhưng con mấy cây này bắn xa không nổi. Wow, trong đây mà ăn cũng bắn đạn nữa sao? Tục gì? Wow. Anh chàng chưa đâu ra vậy? Đó, nhẹ nhàng, tình cảm. Ủa sao cái tia laser nó chiếu gì ghê vậy? Không có cách nào mà làm cho nó kiểu như là làm cho mấy cái dạ trời ơi làm cho mấy cái cục kia nó đứng không ta. Ồ, bắn gì mà không chết nữa sao, má đạn nhiều quá trưởng. Ok, lấy cái súng này đi, súng này dù sao đạn vẫn nhiều hơn súng kia. Giờ chúng ta phải dùng cái siêu thời gian gì á, rồi chúng ta chạy một mạch qua tới kia. Mà vẫn còn địch xuống, địch còn thằng mới thấy thằng đôi đây. Vừa mới nói luôn. Xuống lẹ, còn tại vì mình sợ có thằng nào nó ra nữa thì hơi mệt. Cho nên có gì ra hết luôn cho rồi. Đứng yên mày. Đợi mày ra thôi đó. Biết còn nào nữa, trời ơi. Bỏ nó bắn rồi. Ồ, một phát ngay đầu luôn. Cái thông bê tông mà nó muốn sập luôn rồi. Chỗ này chắc nó bắn xuyên nổi rồi. Đâu ra thêm vài thằng nữa kìa. Tại lấy nữa mình còn phải chạy cái đám mà cái súng này nữa. Chết đi. Đó, chết ngay. Ồ, vẫn chưa chết, tục vậy.
Nói tự nhiên thằng này nó lâu nó dở chứng rồi. Ốc chết. Vãi chưởng thiệt. Đó, ngay đầu nào tôi ghét thằng nào chỗ bom lắm nha. Hầu như game nào cũng ghét cái phải riêng game này. Đó, cái này mới gọi là không chết tao cùi. Chết đi em. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Thôi phóng một đợt một loạt nha. Ngay đây chắc không có nè, đi từ từ lên nè. Để dành lên trên rồi sử dụng. Đó, 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 đó. Mà một cái nữa hả? Giờ phải không mình đợi hồi skill là thế sao giờ? Ôi trời ơi, trời, nó bắn hụt kìa. Má nó thủ sẵn luôn rồi. Bên kia phải không ta? Có cách nào để qua chỗ kia không ta? Nơi đây có một cái bình bắn chắc nó nổ. Đó, chính xác rồi. À, còn một thằng ở đây nữa. Nãy mình không thấy thì chi. Three another one. Còn cái máy thì chắc cũng chỉ cần phóng qua là không gì. Đó, đạn giờ né được luôn mà, lo gì. Chính xác là vậy, quá đẹp, quá ảo. Nhưng mà chúng ta vẫn không rõ đằng sau cái khúc này là game sẽ còn gì để đợi chúng ta nữa. Vậy cho nên chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn là vừa. Ồ, có chiếc thang đợi sẵn luôn nhưng mà hình như không phải đi hướng này. Đi hướng kia mới đúng. Đâu rồi, đâu rồi. Phải này chúng ta đi đại thôi. Nhớ phải. Càng đi càng lộn đường. Phải không ta? Ok, ok. Vô thôi. Chúng ta phải giữ thang máy để đi vào trong cái chỗ này. Ok. Vô em. Đây chúng ta đang ở tầng 1 nha. Nó có chia tầng lầu nữa nè. Tầng 4 là trực thăng chúng ta đang ở chỗ đó đó. Thứ hai là ngay chỗ radar. Thứ ba là chỗ radar. Thứ hai là ngay tầng 9. Và cuối cùng là tầng hầm. Đây là tầng bảo trì, maintenance, bảo vệ tương lai của bạn. Ok. Nhìn giống như mấy công ty bảo hiểm nhân thọ vậy á. Ok, nhưng mà mình không rõ là nó làm gì. Nhưng mà có vẻ mục đích của nó bây giờ không tốt tí nào. Và mình có thể cam đoan điều đó. What the fuck? Ủa nó bắn vô bên trong được luôn hả? Đạn này chống đạn mà phải không ta? Trời 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 trời. Lầy gì mấy thím. Có nó bắn ra ngoài không? Ê má vỡ ra cửa kính luôn à. Ôi chạy chạy ra lại. Má kiểu này không ổn rồi. Tránh xa ra. Ê, bậy quá, bậy quá. Wow, mà làm dừng thời gian tới mức độ này luôn á hả? Má, thời gian mà chạy tiếp chắc mình ăn nguyên viên đạn rồi. Bận súng đó các bạn. Explore hả? Má, đi khám phá mà với một đống. Với một đống hàng này đứng ngay đây làm sao mà khám phá được. Ô nhìn kìa, nhìn kìa. Thế nhưng mình lên đây bớt đạn của nó đi. Đưa súng anh mày nè. Ủa mà mình có làm dừng thời gian không ta? Sao nó dừng đó ta? Nó nói là có vẻ như chúng ta đang bị kiệt sức. Có vẻ như chúng ta sử dụng hơi bị nhiều. Chứ cũng như mình xài nhiều quá mà mình không bị gì cũng hơi lạ nha. Ok, và tại mình cũng nghĩ là sao mấy thằng này lại sử dụng, nó cần những cái thứ này làm gì? Có lẽ đi ngược lại thời gian hay sao đó. Và để khám phá ở ngay chỗ này, cái nó làm cái phòng này nhìn đẹp ấy chứ. Nó làm rất là chi tiết luôn chứ. Đứng yên mày. Wow, sao mấy thằng này sống nó thấy đéo nào. À, mấy này mặc đồ có thời gian mà. Có làm dừng thời gian mà. Cho nên không chết rồi, đúng rồi.
Ủa sao sao nó vẫn ớ à, hoa đẹp luôn. Má chết, hơi bị tụt nhưng mà nhìn vẫn được. Có nghĩa là mấy thằng này là có dụng cụ đặc biệt nè, nhưng mà vẫn chết với tay mình thôi. Nó có mấy cái cục đằng sau lưng nè, khả năng teleport rồi cái kiểu. Trong những trường hợp mà mình bị như thế này á, nó đều không bị gì cả. Nhưng mà mình cũng nghĩ cho một phần, nếu mà mình nghĩ theo hướng khác có kiểu như là bạn đã dừng một cái thời gian nhất định rồi, thì làm sao những thằng này nó có thể nó biết bạn dừng khi nào để nó dừng theo bạn, và nó tham nhập vào cái thời gian của lúc mà bạn dừng. Cái đó là mình thử thứ mà mình luôn thắc mắc ấy. Mà có vẻ như không ổn rồi. Ờ, có vẻ như không ổn thiệt. Holy shit. Ado với một cái súng trong tay, sao mà mình chơi thử mấy đám này trời. Mấy một em đi, trời ơi căng thế mấy bạn. Ôi thằng kia cũng chết luôn rồi, nhưng vấn đề làm sao gì bụp được thằng này nè. What the fuck, what the hell. Rồi sao bực đường này ta? Morad Chapman, mày bóp mẹ rồi. Vậy có cái cách nào đó chứ nhỉ? Bắn là sau lưng hay gì đó? Ừ đúng rồi, chính xác là vậy. Wow wow, bắn là sau lưng đó. Nó phải có cái điểm yếu nào chứ mà nó cứ trâu bò kiểu này mà sao mình đánh được ta? Ôi coi nè, coi nè. Má ta không chơi với mèn này, trời ơi. Má chúng ta không tìm được điểm yếu ta, sao mà mình bắn gì đó đỏ đằng sau á. Tức là nó có điểm yếu. Đứng yên mày. Có điểm yếu mà, tất nhiên là bắn đằng sau là đỏ chính xác là vậy. Nhưng mình vô không xin nhê đó chứ ta phải bắn liên tục. Wow. Đùa thôi anh bạn, đùa thôi anh bạn. Em đùa mà. Ồ, bắn căng gì đâu mà căng vãi chưởng. Ồ, nó cũng có khả năng như mình không ta? Nhưng mà nó đi không nhiều thôi. Nhưng mà được cái nó bắn mày này cũng rác chết mẹ. Mình chạy vòng như là cuốn vậy. Chết đi mày, chết đi mày. Wow. Má mấy này lầy thì chứ. Mình hết thời gian rồi. Chết đi, chết đi. Má không xin dê thì chứ trời. Hết đạn nữa chứ. Mình bắn làm sao ra cái cục đằng sau đó nè. Wow, cái đi không ổn, có vẻ như không ổn. Và có vẻ như thằng này nó không xi nhê cho lắm nhỉ. Ơi, má bắn nhầm rồi. Sao khổ quá vậy? Sao cuộc đời mình khổ quá vậy? À, sao nãy giờ mà không nói sớm? Nói cho tôi dùng RB, LB giữ lâu và để đi chạy ra cái thằng này. Đờ, má té giặt mặt luôn mới tụt chứ. Và không xi nhê lắm, hết đạn rồi. Phải đợi nó hồi lại nó chứ. Wow. Wow, shield có vẻ như không thành vấn đề với nó rồi. Shield căng thế không biết.
Đấy, nhắm cho kỹ vào. Ủa sao thằng này nó quay lại lẹ thiệt luôn á chứ trời. Nó quay lại như thánh vậy á. Đấy, dằn sang kia luôn mà. Ủa, mỗi lần bắn mà gặp mấy con boss thì mình thấy khổ thiệt luôn á chứ. Vì kiểu như là chúng ta không có gì để nói hơn à. Tại vì nó quá OP. Ơi, mình không muốn chết lúc này đâu nhá. Căng nhưng mà căng thiệt. Boss này mới diện đồ thiệt. Làm ơn chết giùm cái đi ông nội. Nội này căng thiệt luôn á chứ. Bọn bộ không chết nổi là sao ta. Ô nó quay rồi, coi cái tốc độ nó quay lại rồi. Đó, cuối cùng cũng chết. Má mừng ghê luôn á. That was hardcore. Má definitely hardcore. Rất là hardcore làm khác luôn á chứ. Hey, có một mọi mặt mà làm sự đúng lâu luôn á. Có vẻ như khi em nó không thích mình cho lắm. Nhảy tới đạn kia mà còn bị tuột nữa chứ. Em tin được. Má mà đại hàng mặt cũng phải nói là thớt thiệt chứ. Không biết đánh boss nó như thế nào nữa. Đánh boss chắc là cả một vấn đề luôn á. Mà nói chung là sẽ cố gắng để xem như thế nào nữa. Rồi chúng ta qua đây được luôn mà. Má cái game này nó không có cơ chế mà giữ lại giống như là Assassin's Creed á. Chứ kiểu này tụt xuống hơi khó. Nó cứ tụt xuống giữa chừng thì mình không biết khi nào để dừng. Mà không có thanh nào đi chặn lại. Các bạn ra khỏi khu đó các bạn sẽ tụt thoải mái thôi. Chính xác là vậy. Mà mình không muốn tụt lại ở đây đâu. Hay quá. Cuối cùng chúng ta đã qua được chỗ này. Mà những người này vẫn đang làm việc rất là bình thường mà họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Và để coi cái gì đây. Má nhân viên lâu công. Lâu tiếp đi. À, thanh niên này chắc đang chuẩn bị làm gì đó. Ơi coi kìa. Đang chỉnh sửa gì đó có vẻ như bị sếp la hay sao á. Còn thanh niên này sao? Đi cũng bất cẩn làm rớt tài liệu nữa. Đó, nghỉ làm đi em. Nói học làm việc kia gì mà đi cũng làm rớt tài liệu được nữa. Nhỏ này đi có vẻ được chứ. That's Emma's office. Rồi đây lấy cái coi. Ngày này có gì không? Mình cứ lấy hết luôn cho rồi. The end of time was approaching quickly. Sophia Amaro. Cái con nhỏ này đấy, con nhỏ mà lúc các bạn thấy trong gameplay demo của E3 á. Nhìn nó rất là giống nhưng mà có vẻ là sau khi mà nó tuyển được người vào đóng á là tất nhiên là họ sẽ thay thế bằng những người thật như thế này đóng phim luôn. Thì để tất nhiên các bạn, nhiều bạn có nói là tại sao cái demo nó với demo E3 với game chính thức nó khác nhau thì nhìn rất là đơn giản tại vì nó thay đổi thôi. Đơn giản là vậy. Nhìn nhìn gì nó sao ta? Fire Doctor Amano. Ờ đúng rồi, cái chỗ này của ổng nè. Game nó tới lúc mà khi ra mắt á, nó tất nhiên là phải khác thôi. Tại vì nó còn phải thay đổi nhiều. Chúng ta phải kiếm một cái gì đó mà hợp thời gian. Má tụt vậy. Như là tới cái buổi party của Paul đúng không? Là chúng ta kiếm mặt gì đó thời trang một tí. Nhảy xuống đây hả? Được không ta? Và đường, có đường nhảy vô chứ ta. À đằng kia, đằng kia, đằng kia. Mình nghĩ là vậy thôi nha. Nhưng mà làm sao để vô bên trong được ta? À có cái đường vô đằng này.
quite expensive. Vừa vô là thấy luôn nhiều tại hồi nãy mà không để ý vậy lắm. Bill me. I knew Beth's cover wouldn't last long. Had to get it to her at the party. Phải đi vòng vòng bên trên tìm ba cái kia nữa. Nhớ đi hướng này là đúng rồi đó. Đi đây. The Monarch combat gear was unwieldy. What I'd taken from Dr. Amaral's office was tụi này nó đang nghiên cứu combat gear, những dụng cụ để chiến đấu. Và có vẻ như nó chống lại mình rồi đó. Và bố muốn cán như thế nào mà dám chống lại bố. Chúng ta xem phần 2 của Monarch Act 3, Monarch Gala gì nè. Đẹp chứ. Oh, dude. Come on, you're at work. Nhưng mà đi đâu ta? Find way out. Chúng ta phải tìm ra khỏi chỗ mà nghiên cứu kỹ thuật này. Rồi tất nhiên chúng ta không thể đi cái đường này được rồi. Garage. Wow 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 wow. Đứng yên nào em. Cứ mỗi lần mà nó chập á là mình có vấn đề. Ý dạ, ý dạ. Ủa mình có bắn được mấy đám này không ta, hay là chỉ cần chạy không thôi. Vợ trưởng biết ngay nãy mà mình chạy xong nó giữa chừng chắc là ngồi cười luôn á. Đó, một phát bao ống thằng luôn rồi. Chuẩn mẹ luôn. Ủa sao mình cầm sạch cho anh làm gì ta? Nó bắn ngay đầu mà không chết nữa tụi con mày. Mấy thằng này gì thì dễ xử hơn tí. Nhưng mà cái này cái game pass của Xbox bây giờ một là game nó cũng đã không không được kiểu như là nó chính xác cho lắm. Tại vì cái lúc mà các bạn nhắm nó hơi khó chịu một tí. Nó không vừa tay. Nó không như Battlefield 4 mặc dù mình chơi Xbox One nó rất là vừa. Tại nó có điều chỉnh là nó sẽ cho hợp cái tay hơn. Mà trong đây á, từ lúc mà tùy chỉnh thì nó hơi khó chịu một cái là nó... Chúng ta không có tùy chỉnh sao mà cho nó vừa lúc mà các bạn ngắm là nó... Không phải là aim assist mà là kiểu như là ngắm là nhưng mà nó phải ngắm cho chính xác á. Kiểu này nó di chuyển rất là chậm mà không có lúc nào mình chỉnh lại được. Đâu rồi ta? Không có thanh niên nào đâu rồi. Spot đó hết rồi. À đây còn thằng tốt đằng kia. Nghĩ sao vậy em? Anh bật shield lên rồi nhé. Má này gục mà chung mà nó bắn mình không thành vấn đề luôn á. Mình xuống rồi coi, anh thấy cây này hơn. Ok, chúng ta full đạn là chúng ta cứ đi luôn cho rồi. Nó kêu gì mình phải tắt cái chuông báo động rồi. Mà đằng nào giờ tắt cũng đâu có được gì đâu ta. Tại vì đằng nào nó cũng đã báo động mẹ rồi. Ê trời. Ôi lại. Ôi cái thể loại mới nè. Nhưng mà thằng này vẫn bị dừng thời gian. Đó, chính xác là vậy. Nó vẫn bị dừng thời gian. Nạp đạn hả con? Nạp đạn hả mày? Có một thằng như mày anh này chắc hết. Không sợ vậy lắm. Thằng này thì nó không như thằng hồi nãy. Thằng nãy đúng là kiểu qua nó rồi khai luôn á. Ê trời. Đó dễ mà. Khúc này lúc đầu trước mình còn sợ chứ lúc sau giờ. Này nó có cách trị rồi không sao. Đù lại machine gun. Đù cây này được á. Nhưng mà nó thay cho cây nào ta? Nó thay cho cây shotgun được á. Cây shotgun mình hết đạn rồi gặp thằng này nó bố thí đạn cho cũng đỡ. Má dám đập anh mày. Giờ thằng nào đạp nó tao đạp là đào ngược lại. Nó không ngờ bước vô nó đạp ngược là mình mới tục chứ. Nó không biết mình là có siêu năng lực hay sao á. Nó mấy này chán thở rồi. Nó chán thở nó một tiếng để anh mày còn có cách giải quyết chứ. Làm kiểu này thì nó hơi lầy. Mình nghĩ là chắc sẽ có thêm đó. Và chúng ta phải tiếp tục hành trình tiến tìm đường ra khỏi chỗ quái này. Mình nghĩ chắc giờ báo động thì chắc giờ nó cũng lên đó. Vừa mới nói luôn chính xác là vậy. Nói không sai. Mình đang cố gắng nhắm mấy cái đầu.
Này thì shotgun em. Wow, wow. Ôi, 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 sao mấy thằng này nó láo vậy? Ôi, má, nhiều quá, nãy mình đỡ không kịp luôn á. Phải kiếm cái cover bắn từng thằng ra đây. Lại thêm thằng nãy nữa, trời ơi, chúng ta phải xử từng thằng đó. Ồ, ngay đầu đẹp, cú này đẹp quá, cú này quá đẹp. Ê mà, chúng ta không nên đập đạn lúc này nhá. Né đâu em? Né đi đâu, né một phát ngay đầu nha. Cái tay cầm nó khó chịu thì chứ. Wow, giờ mình đã bắn vẫn rác quá. Thanh niên. Má mình đứng ngay đây mà nó không thèm đỡ luôn, thì ghê chứ. Còn 4 thằng và 3 thằng bình thường và 1 thằng là TV. Đó, bắn từng viên thôi, từng viên thôi. Phải cẩn thận, phải không? Và thằng này nó tới liên tục chứ. Ba thằng cùng một lúc à. Để bao thời gian lại. Em mà hấp đạn mới tục chứ. Ồ, một lần hai thằng luôn. Ok, xử thằng này chắc dễ thôi. Chết đi em. Trời, ghê vậy. Má, cầm làm machine gun mà đâu sợ ai đâu. Không ngán ai luôn mấy lần khác. Đó, cái này thì làm machine gun em. Vẫn chưa chết, lại thêm phát nữa nào. Má, không biết phải bắn bao nhiêu viên đạn như thằng này nó mới chết nữa. Nhưng mà dù sao thì nó cũng chết. Đỡ hơn nó không chết. Má, như thằng lại là mình bắn thấy mẹ luôn mới chết được thằng nhỏ. Nhưng mà sao? Ồ, mấy em mình chết rồi đó. Nhiều lúc mình sẽ chết hơi nhảm một tí. Cái gì vậy? Đây đây, cái chỗ này đây. Cái chỗ mà tụi nó đã chạy ra. Mình giờ muốn chơi shotgun cho lắm. Giờ đà shotgun đạn thì ít nhưng mà nó bắn không có xi nhê gì nhiều. Cho nên thôi khỏi. Next. Giờ chúng ta phải tìm đường ra khỏi cái chỗ này nè. Ồ, làm dừng thời gian tiếp hả? À? Hay gì? Ồ, và chúng ta tiếp tục khó nhằn tập 2. Tìm đường ra khỏi chỗ này. Không đi được rồi. Vậy như đường này không, chúng ta không đi được. Mình đang tìm cái đường nào đó gọi là sao ta? Nó khả thi hơn. Mà có vẻ như không thành công cho lắm. Chúng ta có đường mé này, sao chúng ta lúc đầu không vô ta? Mé đường còn dài lắm. Và mình không muốn bị té người ta đây. Là cảm giác nó rất là khốn như thế nào. Cho nên cẩn thận vẫn hơn. Quái gì vậy? Mé, gì vậy? Mé, một thằng đứng ở đây mà mình hồi nãy mình không thấy luôn ấy chứ. Tột thiệt, nhưng mà ngay chỗ này thì mình bị kiểu như là mấy thằng này nó có khả năng đặc biệt, nó dừng cái thời gian của mình rồi. Nó mình không thể dùng skill thời gian được. Má buồn ghê. Nó còn nào đúng không? Rồi, cái gì? Wow, chúng ta phải tìm chỗ né đạn thôi. Tự nhiên đâu ra thêm 2-3 thằng sau lưng nữa. Căng quá. Ồ, nó chơi má lầy thì chứ trời. Bắn sau lưng không. Má, mày chơi trước mặt không được hả mày? Hả mày? Má, nó chơi sau lưng chiến sĩ không à? Kỳ thiệt, vẫn chơi. Vẫn chơi không có gì á. À, còn thằng này thôi đó. Giờ mày tính sao? Tính toàn hai thằng chia ra hai phía đánh sau lưng à? Giờ tính đi ngược lần sau bắn lại. À, tưởng mình có đồ ngon mà chơi được mà chơi tao hả? Ơ, nó chơi mình thiệt à. Ờ, hết đạn mà còn bị mấy này nó bắn nữa chứ. Ây,
Má nó lầy. Mấy này toàn nhắm mình sau lưng mình mà bắn không à. Chết như cỏ không. Tôi ghét những thằng nào vậy lắm á. Ok ok, chúng ta phải tìm cái chỗ nào đó hồi đạn rồi. À đây 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 đây. Giờ chúng phải disable. À đây 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 đây. Đù. Thằng này nó có lại khả năng là dừng thời gian không ta? Nhưng mà mình vẫn có thể dừng thời gian đó rồi, nhưng mà nó trong thời gian ngắn thôi. Vẫn khó như thường. Không có dạng dễ. Nó gắn nguyên cục là sau lưng nó làm sao mà bắn lại được. Ủa nó đỡ được luôn rồi. Kinh gì vậy? Ôi coi đỡ rồi. Bởi trưởng. Má cái này khó, cái này khó. Nó phải mấy thằng kiểu như bình thường, nó là mấy thằng như nãy nó đè Chrono Dumble gì vậy. Nó đỡ được luôn mà nó không bị xi nhê nhiều ba cái này vậy. Mình nghĩ là chắc mình phải như thằng cái thằng hồi nãy á. Là phải vào vòng quanh người nó bắn tắt cái cầu còn sâu. Ờ thôi chắc cũng không cần luôn nha. Giết nó luôn rồi. Để hồi đạn rồi cho ra. Cái này chết tục quá vậy. Chết tục hả con. Cho bậy luôn. Ơi con này buồn cười quá. Cái này thì bắn tao mày. Cho mày bay vô không gian luôn. Chập rồi. Giờ chúng phải đi đâu ta? À đúng rồi, ngay chỗ này. Làm dừng thời gian lại và thoát ra khỏi chỗ quái này rồi. Lên luôn ta. Quái gì vậy? À hiểu rồi, phải lên đây chứ không có. Chứ không có kiểu như là nó phải đứng sát lại gần mới xài được hết trời. Chứ không thể nào nhảy lên được. Là phải nhảy từ trên đây qua. Chính xác là vậy. Má có khi nào mà nhảy vừa nhảy tới nó cán nhau cái chết luôn ta. Má cũng có thể đó. Má sao mấy này nhìn giống như mafia vậy, mặc đồ đen nhìn ngầu quá. Ủa mình xách cái súng vô buổi tiệc thì có vẻ hơi kỳ, nhưng mà cứ vô đi. Ủa mình đi ngang cũng đâu sao đâu ta. Hello, chụp tấm cái nhẹ nè. Có pháo hoa đằng sau nó nhìn tục quá ba. Tục thiệt. Đi tiếp. Má có pháo hoa lại làm cảnh cho thằng người Hàn, người châu Á ở cái bên nữa chứ. Này làm gì chạy ghê vậy ba. Quên đồ hả? Còn này đang làm gọi điện thoại. Ok. Đây có vẻ mọi người đang chuẩn bị cho cái buổi tiệc gala hôm nay. Là chúng ta đã giết tổng kết được hôm nay chúng ta giết bao nhiêu thằng. Và tại sao chúng ta phải chế những cái đồ combat gear để làm cái quái gì. Đây là một cái công ty bình thường thôi mà. Cái này chúng ta nên tiếp tục di chuyển đi. Chúng ta không thể nào ở đây lâu được. Súng nó hết rồi. Hè linh lắm hả với hai ông bà nhé. Ô má chảnh đẹp vãi. Xin lỗi nha, đi tiếp đây. Ok. Có intel nữa kìa. My screen lay phần 2. Phía phần cảnh của chúng ta, phần cảnh của tôi là phần 2. Mấy nó làm thiết kế cái nhà này cũng đẹp ghê chứ. Làm thẳng một cái bản thiết kế luôn. Vậy nó mới đẹp vậy chứ.
Nhưng mà thành phố nhìn có vẻ ghê quá. Và thời gian nó dừng lại là nó cứ giật mình ghê vãi. Vì được cái hiệu ứng đẹp ý chứ. Sao có nguyên một control nó đây ta? Mình cũng đang thắc mắc. Chúng ta phải tìm cái nhỏ Dr. Amaro. À rồi, mình biết rồi. Nếu các bạn nào coi E3, cái hội chợ E3 là chúng ta đã bước vô cứu cái nhỏ mà tiến sĩ. Và chúng ta giải cứu nó ra. Và cái cốt truyện nó vẫn giữ nguyên như vậy. Và có nghĩa là chúng ta vẫn phải giải cứu nhỏ này. Tại vì sau khoảng một thời gian dài á, là mình nghĩ là nó thay đổi với cốt truyện. Ok, ít nhất là game nó cũng tốt bụng rồi cho mình vô cái cover ha. Và có một hàng quỷ sniper đứng tú đằng kia bắn thấy đéo nào trốn trời. Thì tất nhiên cũng phải có cách nào đó để trốn rồi nha. Tất nhiên là vậy rồi. Ok. Let's figure this out. Oh. Quái gì trên mắt mình vậy? Frozen leaf. Ok, nó phải cái lượng ngọn lửa thôi đó. Nắp vô cái đã. Ủa mình là mấy SMG làm gì đó. Trời bắn nó tiết kiệm đạn đi đó. Tính gì tính. Bỏ bắn từ từ thôi. Di chuyển từ từ một cách chậm rãi nhẹ nhàng. Ôi nghe này cái ổ điện nữa nè. Hồi nãy nên bắn đi cho đó ta. Ngay khúc kia có không ta? Mình có vẻ chúng ta không spot tới khu đó được. Và để coi. Đạn bên này vẫn còn nhiều hơn. Ồ, vẫn chưa chết hả mày? Lầy vậy ba? Đó, chết ngay. Nói ngày đó có ổ điện mà lại mình không để ý nữa. Bắn ghê thế. Mình chạy liên tục thì nó bắn không mình được, bắn mình không được. Nó sniper hả mày? Ây. Có gì đó bậy. Này thì bự con mày. Tại mình thấy cái thằng này có thằng mập này ở đây cho nên mình từ từ tới. Để đợi coi. Thằng này không có cái thằng Chronon Dumber nãy. Thằng này nó có siêu năng lực đặc biệt. Và nó làm dừng thời gian được, hiểu không? Đó chính xác là vậy. Quá đẹp, chúng ta không cần phải đứng cái bên làm cái gì, cứ bắn thẳng mặt nó được rồi. Nhưng mà mình vấn đề ở chỗ là mình nên đang cần đạn. Hết đạn thì không thể đối đầu với mấy này được. Có súng ngắm luôn. Đù, nhưng mà mình thích cái này á, nhưng mà được có 20 viên à. Nó thay thế súng phụ. Làm machine gun. What the hell. Mình không tới cái chỗ này được không? Là nó cứ thay đổi nhiều lúc vậy á. Bắn gì nữa tiếng sau nó mới nổ là sao trời. Để nhắm mấy đầu thôi. Nó sao kìa yếu vậy. Bảo cầu gì mới chết, mình tưởng sniper rifle là bắn phải. À không, cái cây của mình là cây thường, quên. Trốn kỹ vãi chưởng luôn. Đứng yên nào má mày này, làm gì là tao đi tìm nãy giờ đó. Đi. Đó, giờ phải có kill cam phải không? Open the gate for the ball. Hèn chi, bắn hoài cũng không hết. Mà ngay chỗ đó thì không có đường đi.
You're clear. Go. I can swing by and find your way through the garden. No, just go. We went to all this trouble to grab. Giờ phải đi cái chứng nào ta? My plan was simple. There's a bridge. Đó, giờ mình chia liều á. Find your way through the garden. Ôi, nó thề nữa hả? Vỡ chưởng. Cái này mình không để ý thì cứ chờ. Ôi. Nó phải cái diệm đạn thôi. Nè. Mày này nó căng quá. Ok, vậy nó bật luôn cả cái à không, này sniper. Chết nha con. Ok, giờ còn thằng tốt đằng kia thôi đó. Không còn đóng thằng nữa. Thêm thằng mập nữa. Vãi chữ thiệt. Phải tìm đường xuống thôi. Mình cũng muốn thử cái sniper lắm, mà đứng ngay đây nó không ổn. Bắn thêm ba thằng sniper. Rồi căng. Có biến. Wow. Thử sẽ xong thằng mặt đi ra. Wow. Sao cái gì cũng căng hết vậy? Nó bật siêu lên cái rồi. Trời ơi, nó bắn căng quá, thằng mặt này phải chết. Chính xác là gì? À, mày không chết thì không cách nào để qua cái đống này được. Ồ, mấy mỗi lần sniper nó bắn một phát mà đau khốn gì đâu á. Khốn lắm luôn. Lầy với anh mày á. Súng đạn thôi rồi, mình đang cần thêm đạn. Trời ơi. Má tính bắn tao à. Không đi đường này được, Phải đổ qua cái đường này mới đúng. Ui, còn thêm mập nữa chứ. Đạn đã hết. Kiệt rồi. Nó phải dùng siêu năng lực đặc biệt thôi. Chưởng cái nhẹ rồi. Chết chưa? Chưa chết hả? Wow. Nó còn bị kẹt nữa chứ trời. Nó gặp hết đạn nữa chứ. Nó không có gì tuyệt vời hơn. Wow, sao này nó dễ quá vậy? Đúng đâu. Chết đi con. Má bố mày đợi mày đi giờ. Má vẫn không xin nhê cho lắm. Chính xác là vậy. Má không chết đâu tụi con mày luôn. Má có đạn là mừng quá. Giờ chỉ có lo sniper thôi. Má mày làm tao khốn khổ được chừng nào luôn đó con. Và lâu lâu cái thằng mặt nó xuất hiện đó chứ. Bắn cũng bắn hụt nữa. Nãy bắn giỏi lắm mà ta. Giờ bắn đầu hụt đó. Đứng trước mặt luôn mà nó không thấy nữa, mới ghê chứ. Ok. Vậy tao giết hết rồi nè. Má một đêm khó nhằn. Ok. Thôi ra khỏi chỗ này thôi. Oh, getaway car. Chìa khóa hả? Giờ chìa khóa nào cũng phải của mình thôi. You coming with us.
this thing growing inside me. I've been fighting it for 6 hard years. Dr. Amaral was developing a cure for the Cronon syndrome. She was the only one who could administer the treatments that kept my sickness at bay. Paul? And Jack had taken her away from me. How the fuck did this happen, Morton? How is it possible they managed to take her? Paul, is your illness talking? I'm on your side. Easy, you're all... They took her. Without Sophia, there's no chance of a cure. We did all we could. But there are forces within Monarch working against you, and I believe Burke was just the tip of the iceberg. It wasn't just Joyce that did this. Sir? We've recovered Dr. Amaral's laptop. We have it set up over there if you want to take a look. I'll be right there. Và chúng ta sẽ giao lưu. Và cái lần này là chúng ta sẽ quyết định một cái câu chuyện mới hoàn toàn khi mà chúng ta có sự lựa chọn. Giống như mọi khi là có trong những phần trước, những phần mà trước khi những cái live action mà các bạn coi. Thì các bạn kêu tại sao cái khúc mà live action nó giống như người thật thì thực chất nó là người đóng. Live action là người đóng. Thì nếu tên gọi nó cũng đã nói là live action thì tất nhiên là phải người đóng thôi. Thì cái thứ mà các bạn thấy là do hoàn toàn là do người đóng chứ không phải là do game. Cho nên không có gì thắc mắc nhiều lắm đối với mình. Gì đây? Có lẽ chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn tiếp theo, hai sự lựa chọn để quyết định xem gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vậy chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn là chọn một là tin tưởng Sophia là cô ta sẽ tìm ra chúng ta được một cái phương thuốc chữa cái bệnh mà đi xuyên thời gian này. Giờ nó gọi là bệnh luôn rồi đó. Hoặc là chúng ta tin hàng cái hàng dây đen này. Không, chắc sao chứ sao mình cũng chọn Amaral thôi. Tại mình không tin mấy hàng dây đen cho lắm. Đồ ơi, không phải racy gì cho lắm. Sau này nó nghi ngờ là mình có nên tin tưởng không thằng dây đen không. Còn Sophia thì cô ấy luôn trung thành rồi cho nên thằng này vẫn tin tưởng hơn. Nhưng mà nó vẫn chọn, nếu mà check á là nó vẫn tin tưởng nhỏ Sophia. Và ông này ngay khúc những cái tập trước là nó có để ý là có một người phản bội trong tập đoàn Monarch. Và Serene nói là tin tưởng Sophia. Và kiểu như là nghi ngờ Hash là cái thằng phản bội. Thì theo mình nghĩ á, thằng nhỏ Sophia chính là đứa phản bội cái đại thằng này. Cho nên mình sẽ chọn theo hướng mà mình tin tưởng Sophia hơn so với thằng Hash. Thằng Hash thì không biết như sao thế nào đó. Giờ chúng ta sẽ chọn, mình nghĩ là mình chọn sẽ chọn Amaral đi. Mình tin nhỏ đó hơn. Sophia's data has always been good. I'll trust her judgment. We need to analyze these figures and make final preparations to activate the lifeboat protocol at once. Fine. I'll take the laptop to the science department. No, I think I'll do that myself. I see. Sir? Put people on Mr. Hatch.
I want constant eyes on him. Yes, sir. You got it. We pulled some images from the security cameras. We've identified Joyce's accomplice. She's Beth Wilder, one of our mid-level operatives. Her. My God, she's been with us all along. She's working with Jack. Where is she now? Unknown. But we've got a kill team tracking her. No. She can't be killed. Not yet. Find her. And whatever Mr. Hatch does, I want to know about it. Don't screw this up. Beth Wilder. It was the first time I'd heard her name. But she had been there in the past. When it all started. She'd been here the whole time, working against me from the inside. And she wasn't the only one. Cái lần này mình được lựa chọn là nó cộng đồng chọn tới 60% là đều chọn hay mình đồng ý với cái cách lựa chọn của mình. Có vẻ như là lần này mình đi theo một cái hướng tốt hơn một tí. Ừ, chắc vậy.